Rồi, chào cả nhà yêu thương tới với kênh Minh Nước Vlog nha. Đầu video cho mình kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công. Đó, hôm nay mình chia sẻ cho bà con cô bác xem hàng bãi các loại ha. Đó, dây nhợ đầy đủ các kiểu ha. Nè, khủng khiếp không cả nhà? Đầy đủ hết trơn ha. Đó, bà con có nhu cầu mua món nào cứ ghé tới cửa hàng ha. Đó, các loại luôn, các dòng sản phẩm cho cả nhà mình chọn lựa ha. À, rất là nhiều ha. Ở trong là máy cắt nè, máy cắt cành ha, máy cắt gỗ rồi ha, đầy đủ hết trơn ha. À, bên đây là tất cả ha. Đây, bà con có thể mua về chỉnh sửa lại nha. À, hàng này phải về chỉnh sửa lại ha. À, ai có nhu cầu cứ tới cửa hàng lựa ha. À, mình chia sẻ cái địa chỉ nha. Bà con có nhu cầu tới cửa hàng ha, 258 quốc lộ 1 nha. À, đây. À, ai có nhu cầu ha cứ chọn lựa ha. À, đầy đủ hết trơn. À, ai có nhu cầu cứ tới cửa hàng ha, các loại các dòng sản phẩm ha. À, đang có mặt tại cửa hàng 258 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh nha. À, còn ở đây là nhiều món nhiều loại nha, rất là nhiều món luôn. À, bà con có nhu cầu mua chọn lựa ha, hàng bãi hàng nội địa các loại luôn. À, đầy đủ hết trơn. À, đầy đủ hết trơn ha. Nè. À, đầy đủ ha, nhiều dòng sản phẩm ha, chọn lựa ha. À, ai có nhu cầu cứ tới lựa nha, mình chia sẻ cho cả nhà mình xem. À, cả nhà có yêu quý nhớ để lại cho mình xin một like nha, một đăng ký, một lượt chia sẻ ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, nè cả nhà. À, mình tranh thủ thời gian để quay cho bà con cô bác mình xem. Cả nhà có yêu quý nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. À, cảm ơn cả nhà. Mình có cái kênh Minh Nước TV. À, bà con nhớ vô ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh ha. À, cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, cực kỳ nhiều những món hàng cho cả nhà mình chọn lựa nha. À, rất nhiều ha. À, hàng bãi hàng nội địa nè. À, về tràn lan ngập tràn hết trơn. À, để tranh thủ thời gian quay cho cả nhà mình xem. À, cả nhà mình có yêu quý nhớ để lại cho mình xin một like nha, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực á, làm video cho bà con của bác mình xem ha. À, chúc cả nhà mình xem like vui vẻ nha. Hàng bãi hàng nội địa ha, các loại ha, cũ có mới có. À, đủ loại hết trơn ha. Nè cả nhà. À, máy gì cũng có nha, Makita rồi ha, đầy đủ hết trơn. À, máy mài, máy cưa, máy cắt ha. À, rất chi là nhiều. À, đầy đủ hết trơn để chia sẻ cho bà con cô bác mình xem ha. Này cả nhà. Rất nhiều sản phẩm ha, nhiều mặt hàng. À, từ xài pin. À, từ xài pin cho đến ha, xài xăng pha nhớt có nữa nha. À, đầy đủ hết rồi. Đây. À, cũng khiếp không cả nhà. Cố gắng chia sẻ cho bà con cô bác mình xem ha, đổ ra đó, tranh thủ thời gian quay cho cả nhà mình xem. Cả nhà có yêu quý nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha, cho kênh có động lực á, làm nhiều cái video có ý nghĩa cho cả nhà mình xem ha. À, ai sử dụng món nào cứ tới lựa ha. À, test ok lấy. À, giá cả thì chia sẻ với anh chủ nhà ha, mình chỉ chia sẻ cái khu vực bán á, cho bà con cô bác mình dễ tiện lợi ha, liên hệ mua ha. Rất nhiều phải luôn, chọn lựa ra hàng bãi hàng nội địa các loại ha. À, đây cả nhà. À, gom lại cắt dây nhợ cho nó gọn gàng lại ha. À, cũng thấy không cả nhà, máy gì cũng có nha. À, quay một vòng cho cả nhà mình xem ha. Cả nhà thấy có ý nghĩa nhớ cho xin like nha, đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha.
cho kênh Có Động Lực đó, làm video cho bạn con cô bác mình xem. Rồi mình chia sẻ một dòng video, cả nhà thấy có ý nghĩa đây là một like nha, một đăng ký. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.